lại phải lên, 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 lên luôn. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên nào, quẩy lên, quẩy lên. Ồ, lung linh là lên luôn. Ha ha, lung linh là lên luôn. Lên luôn, quẩy lên nào. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video là phi bóng nước nha các bạn. Đấy, mình sẽ buộc quả bóng nước lên cái cây hay cái thang gì đó. Xong rồi mình sẽ lấy cây mình phi. Đấy, nếu ai phi được nhiều quả hơn sẽ người đó thắng. Cứ một lần phi, nếu ai mà thắng sẽ được 10.000, hai lần sẽ được 20.000 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thách hai đứa em đấy, và bây giờ mình sẽ đi bơm bóng nước nha các bạn. Các bạn cùng nó xem nha. Bây giờ mình sẽ đi bơm bóng nước nha các bạn. Đây nha các bạn, bóng bay này nè, bóng bay này đấy. Bây giờ mình sẽ bơm bóng bay vào và mình sẽ treo để chúng nó phi nha các bạn. Này các bạn thấy tay to chưa đấy. Đây nhá, không nên thuyên mà bây giờ mình sẽ đi bơm nha các bạn. Mình bơm xong mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ bơm tầm 10 hoặc 20 quả thôi các bạn nha. Chơi đấy thôi, chơi đấy cũng đủ chán rồi các bạn. Nếu mà các bạn mà tí nữa mà xem mà thấy hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cho mình một lượt like nha các bạn và một lượt đăng ký kênh nha các bạn.
các bạn nha. Cuối cùng mình cũng đã bơm xong rồi các bạn này. Các bạn thấy chưa? Nhìn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi buộc vào thang và thử thách hai đứa em mình nha. Các bạn cùng chờ nó xem nha. Đây các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lắp bóng nước vào nha các bạn. Đây, lắp bóng nước vào nha. Đúng là hay lắm nha các bạn. Đây nha các bạn, cuối cùng mình cũng đã làm xong này. Mình sẽ lại gần cho các bạn coi nha. Đây. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Đây có 6 quả bóng bay nước nha. Bây giờ mình sẽ ra luật chơi. 6 quả bóng bay nước và 6 cái cây. Nếu mà 6 quả bóng bay nước mà nó phi được trên 3 quả thì sẽ được 10.000. Còn nếu mà không được 3 quả thì sẽ bị búng tai nha các bạn. Búng tai bằng cái lượt nó không qua nha các bạn. Các bạn cùng chờ đón xem nha. Đây nha các bạn, các anh con em mình như này. Rồi. Đấy, toàn là người mẫu ấy. Rồi. Bây giờ hai đứa nó sẽ tú xì coi đứa nào chơi trước nha. Đại hiểu rõ luật chưa? Đứng lại đây. Đây. Đây nha, bây giờ sẽ tú xì nha. Ba keo. Ai thua sẽ chơi trước. Một đều rồi, hai rồi. Ba rồi, hết rồi, đấy. Bây giờ con to sẽ chơi trước. Đây các bạn nha. Đây này, 6 cái cây đi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kẻ vẻ nha các bạn. Đây, vẻ đây. Đấy, đứng từ đây. Phi 6 cây. Nếu mà ai mà phi trên 3 quả thì người đó sẽ được 10.000. Và ai mà không phi được 3 quả thì người đó ấy. Vâng, các bạn chờ xem, từ từ. Đã rõ là chơi chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Phi ngắm vào chuẩn vào. Rồi, một. Đấy. Nếu mà không được trên 3 quả sẽ bị búng tai nha. Hai, thôi, xong rồi. Xong rồi, bị búng tai rồi. Úi trời ơi, không được. Ba rồi. Bốn, trời ơi, không được. Không được rồi các bạn ạ. Một quả bị thúng rồi. Rồi hết rồi các bạn nha. Rồi bây giờ con lùn sẽ ném trước nha. Này. Phi đệ. Úi trời ơi. Rất ngu nha các bạn. Đứng gần lại. Úi trời ơi, rất ngu. Rất ngu. Rồi, một quả. Úi trời ơi, lại rất ngu. Còn cây cuối nha các bạn. Úi trời ơi. Đây nha các bạn, đứng yên đó. Đứng yên đó. Bây giờ con này phi được một quả sẽ bị 5 búng nha các bạn. À, đưa tay đây. Úi trời. Rồi, con này không phi quả nào 6 búng. Rồi, đấy.
nói như các bạn thấy nhá, chơi là phải có quy luật. Bay muốn chơi thử lần nữa không? Rồi, đây bây giờ mình sẽ đi treo quả nữa. Đây nhá các bạn, bây giờ mình sẽ thử chơi coi sao nhá. Không, mình thấy bọn này chơi ngu quá nhá các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lại chơi nhá. Nhặt cây. Bây giờ mình sẽ chơi thử nha. Ôi trời. Ôi trời. Một. Đấy các bạn thấy chưa? Đẳng cấp. Là phải như thế. Ôi trời. Ôi trời. Không chung các bạn ạ. Cũng một quá rồi. Bây giờ vừa hôm nãy là mình phi đùa đó. Bây giờ mình đang phi, mình giấu nghề đấy các bạn ạ. Để mình thử thách hai đứa em mình nhá. Bây giờ mình sẽ tăng số quả lên cho dễ trúng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó đứng gần hơn nha các bạn. Cho đứng gần hơn nữa. Ké về đây. Đấy. Bây giờ đang gió lắm các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho nó phi thử nha các bạn. Từ từ. Đấy, mình sẽ phóng độ to lên rồi. Phi đi. Cho phi thử một lần. Rồi, phi thật nhá. Nếu mà không được vẫn bị số búng tay như vừa hôm nãy nha các bạn. Này, phi đi, ngắm chuẩn vào, chuẩn xác vào. Nếu mà các bạn mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một lượt trượt rồi. Con đi ngu trường tùn. Ui trời ơi. Thôi quả nữ coi như tính. À, đen thôi, đỏ quên đi. Ui trời ơi. Nói chung bọn này tay nghề phi kém lắm các bạn ạ. Bọn này không đủ trình. Một quả đang... Coi từ từ. Coi như quả này là đã bị hư rồi. Cũng hư các bạn nha. Một quả. Phi đi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Vâng, vẫn ở giữa. Xé lại đây nhận thưởng nào. Rồi, đưa tay đây. Cúi xuống, cúi xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, nhặt cây lên. Sẽ đứng ăn lửa lánh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó thử nha. Thử đi. Rồi, bây giờ chơi thật nhá. Quả thứ nhất. Rồi, lại trượt rồi. Bọn này phi ngu quá. 2. Cái này người ta gọi là ngu trường tồn các bạn ạ. Bóng thì không phi, cứ thích phi vào sắt các bạn. Ui trời ơi. Nếu các bạn mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Coi như quả thúng nữa sẽ tính nha các bạn. Từ từ, mình sẽ coi như chọc luôn. Này, các bạn nhìn mình phi này. Đấy, thấy chưa? Giỏi chưa? Phi phát, trúng phát luôn. Đi tiếp đi. Ui trời ơi. Thôi, con đi cũng bị 5 búng rồi. À chà, được 4 búng các bạn nhá. Rồi lại đây nhận thưởng. Ôi trời, có 10 nghìn mà bọn đi chê tiền mình à. Hào cúi xuống. 1, 2, 3, 4, 5. À rồi. Bây giờ mình sẽ gia tăng số bóng lên nhá. Đây các bạn nhá, mình đã gia tăng số bóng lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho đứa nào tú xì, đứa nào tú xì trước. Nếu mà thắng sẽ có lợi hơn nha các bạn. Rồi tú đây, một keo. Ai thắng? Rồi, Hoàng Anh chờ nó phi trước. Phi đi. Đấy. Như gì mà không trúng là chết đi các bạn đúng không? Ngắm thật chuẩn vô. Như kiểu AVKM ạ. Ui trời, cái loại. Vẫn luật như cũ nha, 12 quả thì trên 3 quả sẽ thắng nha các bạn. Ui trời ơi, cái loại này quá ngu nha các bạn. Rất ngu.
Rồi, được một quả. Rồi, hết lượt. Đến lượt con Tàu Thị Phương Anh. Tàu Thị Phương Anh là một nữ vận động viên điền kinh đi ăn trộm chó. Đấy. Tay này đã có kinh nghiệm và bị đập mấy lần. Rồi bây giờ Lò Thị Vân Anh sẽ cùng chơi trò này với các bạn nha. Bắt đầu. Ôi trời, một không được rồi. Như vậy là chết tôi rồi. Hai. Rằng hôm nay mình lại được búng tay nhiều thôi các bạn nhỉ. Ba. Bốn. Hết rồi. Úi trời ơi. Chưa thủng. Vâng. Bây giờ mình sẽ, mình không búng nữa, mệt lắm. Bây giờ sẽ cho Lò Thị Ánh và Tèo Thị Phương Anh hai đứa búng tay lẫn nhau. Con Anh búng con Phương Anh 12 cây. Còn con Phương Anh búng con Ánh 11 cây. Lại búng này. Đứng lại đây. Và xong rồi mình sẽ test thử độ khó nha các bạn. Búng này. Búng mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thử nha các bạn. Đây nha các bạn. Nếu mà bây giờ mà tao mà phi thủ trên 3 cái thì tao búng tay bằng nó đấy. Chơi. Mình đang phi đùa, mình đang test thử rồi. Bây giờ mình mới phi lại này. Chà. Đích liền. Trời, phi trúng một lúc có hai quả chắc quả. Đấy. Này, mình phi lại. Ui trời ơi. Thôi, video đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào tất cả các bạn.